cảm ơn các em đến với phần chốt quạt kiss. Kia là giờ đâu? Tôi chào các bạn đi đã. Ông bà đây, tôi sợ giữa kia kìa. Ông bà ở đó. Tôi chào các bạn đi đã. Không, ông bà. Chào các bạn. Rồi, hôm nay. Nhưng mà tôi phải chào để giới thiệu. Giới thiệu với các bạn đã, hôm nay mình chơi trò gì? Hôm nay là chơi ngôi nhà. Chơi trò chui vô ngôi nhà hả? Đúng rồi. Ngôi nhà bằng giấy hả? Bằng hộp hả? Đúng rồi, rồi rồi, chui vô nhà bằng hộp đi. Trốn đi. Đóng lại. Đâu thấy đâu nữa ta, đóng lại này đi, đóng cửa lại đi. Đóng hai cửa lại luôn. Rồi đóng lại đi. Đóng đi. Được chưa? Rồi. Các bạn ơi, hôm nay tôi có cái ngôi nhà nè. Có, ba gõ cửa. Có ai ở nhà không? Không. Có ai ở nhà không? Không. Có bàn tôm ở nhà không? Không, đâu. Hả, bàn tôm nữa? Có bàn tôm ở nhà không? Không, đâu. Bàn tôm đi đâu rồi vậy? Ôi, nó chạy. Ý, thế nó vào về bà nội rồi. Bàn tôm đi về bà nội rồi hả? Đúng rồi. Có cái món quà này muốn gửi cho bàn tôm nè. Đâu? Đây có tôi là người nhện đây nè, người nhện. Tôi là người nhện đây, bạn tôm có ở nhà không? Trời ơi, anh cắp người nhện của tôi lại vậy. Bạn tôm đi đâu rồi? Thấy rồi. Đây ai đi bắt ta đây? Thôi, ta người nhìn đi vô đây. Người nhìn đi vô đây, vô nhà đây. Bye bye. Bye bye. Bye. Bạn Tôm đi đâu vậy? Đi giao hàng. Đi giao hàng hả? Đúng rồi. Ông nào vậy? Khổ lắm đi ghé đây. Trời ơi. Sợ quá chạy thôi. Rồi. Nhà mình hôm nay bạn Tôm mới mua một ngôi nhà hả? Chúc mừng mới mua nhà này. Nhà này đẹp vậy. Đẹp quá. Không. Không. Cho người nhìn chui vô ngủ rồi, tao đóng cửa lại cho người nhìn ngủ đi. Rồi. Người nhìn đang ngủ rồi, buồn ngủ rồi đó, đóng cửa lại đi. Rồi, chúc người nhìn ngủ ngon đi. Chúc người nhìn ngủ ngon. Sáng rồi, vậy thôi. Vậy, ăn cơm thôi, người nhìn ơi. Đi ra đem cơm ha. Ô, bye, tôi vô ngủ hả? Đây, bạn thì về đi vô chơi nè. Tôi có nhà không? Thôi, bye bye, bạn Tôm nha. Bye, bạn Tôm nó đem cho này, vô chơi xong rồi. Các bạn nhớ đăng ký để xem những đoạn phim khác nhé. Remember to subscribe for more videos.